Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintrend, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Wintrend Official. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về vitamin E hay là E như là e ngại trong tiếng Việt của mình. Quý vị nhớ xem những cái video của tôi về vitamin E là chữ A đó quý vị, B, C, D và những cái chất bổ sung khác. Thưa quý vị, tôi nhận được nhiều câu hỏi về vitamin E. Mà cái câu hỏi mà nhận được nhiều nhất là uống cái này nhiều có sao hay không? Thưa quý vị, trong cái video này chúng ta sẽ nói về cái tầm quan trọng của vitamin E, các triệu chứng khi thiếu vitamin E. Quan trọng hơn là chúng ta có thể bị ngộ độc nếu mà uống quá nhiều vitamin E. Thì thưa quý vị, vitamin E là một nhóm 8 chất nó hòa tan trong mỡ. Trong đó thì chỉ có một cái chất gọi là alpha tocopherol là cái loại hấp thụ vào cơ thể mà dùng hàng ngày. Thì gan của chúng ta có nhiệm vụ hấp thụ và lưu trữ vitamin E từ dạng thô, sau đó chuyển qua cái dạng mà hoạt động để nó thành cái thành phần giúp cho cơ thể chúng ta chống oxy hóa, bảo vệ hệ thần kinh, làm cho chúng ta đẹp đi. Thì những cái họ vitamin E khác, 7 cái họ còn lại thì chúng ta thường không có dùng nhiều và gan chúng ta sẽ bài tiết và đưa ra ngoài. Quý vị phải nhớ là vitamin E là một cái loại vitamin hấp thụ chung với chất béo, có nghĩa là chúng ta cần phải ăn thức ăn có những cái chất béo, chất mỡ vừa phải để mà chúng ta hấp thụ vitamin E. Bây giờ tôi nói về những cái lợi ích của vitamin E trước. Đầu tiên là cái lợi ích giảm stress hay còn là chống oxy hóa hay là giảm oxy hóa. Thì mỗi ngày cơ thể của chúng ta vận động giống như xe chúng ta chạy vậy đó. Và nếu mà xe chúng ta chạy vì cũng biết là nó nóng, máy nó mòn, nó có những cái stress, thì dầu nhờn bôi trơn làm chống mòn của máy xe. Thì vitamin E cũng giống như vậy, có nghĩa là nó có tác dụng làm giảm những cái stress, làm giảm những cái hư hao, những cái tổn thương của tế bào chúng ta sau cái trong cuộc sống hàng ngày. À, như vậy, vitamin E là một cái chất cực kỳ quan trọng để giúp cơ thể chúng ta hồi phục, đặc biệt là trong hệ miễn dịch. Thì những nghiên cứu chỉ ra là khi mà chúng ta uống vitamin thì chúng ta có thể giảm những cái chỉ số viêm. Quý vị phải nhớ là những cái nghiên cứu này thực hiện trong thời gian ngắn, có nghĩa là nếu mà uống vitamin E thì cũng uống trong cái thời gian ngắn mà thôi. Quý vị cũng nhớ về cái chế độ ăn kháng viêm hay còn gọi là anti-inflammation diet. Và tôi nói nhiều trong cái chương trình mà chăm sóc làn da, thì chế độ ăn kháng viêm nói đơn giản là ăn thô, ăn rau củ quả nhiều. Thì cái chế độ này có nhiều vitamin E. Thì trong cái chế độ ăn này, quý vị cũng thấy là có nhiều chất chống lão hóa, chống oxy hóa. Và đó là lý do tại sao mà vitamin E cực kỳ quan trọng trong cái chế độ ăn thô của chúng ta. Cái lợi ích thứ hai của vitamin E là có thể giảm những cái rủi ro về bệnh tim mạch. Thì các nghiên cứu chỉ ra là nếu mà chúng ta dùng vitamin E mà kết hợp với dầu cá omega 3, quý vị nhớ là cái video mà tôi nói chuyện về dầu cá không? Thì dầu cá omega 3 rất tốt trong cái việc mà giảm những cái rủi ro về bệnh tim mạch. Nếu mà kết hợp với vitamin E thì cái tác dụng có thể còn tốt hơn. Tuy nhiên quý vị nhớ là uống chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Và quý vị cũng không nên uống quá nhiều dầu cá. Xem cái video kia sẽ thấy uống nhiều dầu cá cũng không tốt. Quý vị cũng thấy rằng là vitamin hay dầu cá là một trong những chất quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng uống vừa phải thôi, dùng đúng liều. Bây giờ một cái lợi ích khác của vitamin E là có thể giảm mỡ của cái bệnh gan nhiễm mỡ mà không phải do rượu. Thì một cái nghiên cứu năm trước năm 2020 và sau đó là năm 2021 chỉ ra vitamin E có thể giảm men gan khi mà chúng ta bị viêm xưng gan do gan nhiễm mỡ mà không phải do rượu. Thì những cái chỉ số men gan là những cái chỉ số mà báo cho chúng ta biết là gan chúng ta không có bình thường, chúng ta đang bị viêm gan, chúng ta đang bị những cái rối loạn về chuyển hóa trong gan. Thì uống vitamin E chỉ ra là có thể giảm xuống những cái rối loạn này. Quý vị nhớ xem cái video của tôi về gan nhiễm mỡ số 241,
để hiểu kỹ hơn, tại vì có những cái rủi ro có thể tiến triển thành xơ gan, trong một vài trường hợp có thể thành ung thư gan, rất là nguy hiểm. Nhớ xem lại, gan là một trong những cơ quan cực kỳ quan trọng, quý vị không nên bỏ qua nha. Một cái tác dụng khác của vitamin E là có thể giảm đau bụng khi có kinh ở quý chị em phụ nữ. Thì một nghiên cứu năm 2018 cho thấy là uống vitamin E cái liều là 200 international unit có thể giảm đau bụng kinh so với không có uống thuốc khi mà dùng trong 8 tuần. Thì khi mà họ kết hợp với omega 3 thì thấy là dùng vitamin E cộng với omega 3 có thể giảm viêm, dẫn tới bớt đau khi mà hành kinh. Thì quý chị em phụ nữ cũng hiểu rằng là trong nhiều trường hợp quý vị có thể dùng những cái thuốc kháng viêm sinh, họ NSAID, nhưng mà những cái thuốc này có tác dụng phụ là đau bao tử. Vì vậy uống vitamin E liều ngắn hạn kết hợp với dầu cá có thể là một cái giải pháp giúp cho quý vị bớt đau hoặc là bớt bị hành trong những ngày có kinh. Và những cái nghiên cứu khác chỉ ra là vitamin E có thể cải thiện sức khỏe làn da. Và tôi nói nhiều về vitamin E trong những cái bài nói chuyện về làn da vì là một cái chất chống oxy hóa, thành nó bảo vệ làn da chúng ta trước những cái tử ngoại đủ thứ hết, giúp hệ miễn dịch của chúng ta tăng cường, tái tạo và giúp cho làn da chúng ta trẻ khỏe hơn. Quý vị cũng biết là vitamin E dùng trong rất là nhiều sản phẩm của mỹ phẩm, đa số là dùng kem sức lên, thì đó là vitamin E. Những cái nghiên cứu chỉ ra là vitamin E còn có thể cải thiện chức năng não hay là những cái chức năng mà liên quan tới trí nhớ. Lý do đơn giản là vitamin E đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho cái việc mà bảo vệ những tế bào thần kinh của chúng ta. Thành ra khi mà những tế bào thần kinh mà được phục hồi sau khi những quá trình bị stress, giống như tôi nói lúc nãy, thì cái khả năng truyền tín hiệu tốt hơn và vì vậy não chúng ta hoạt động tốt hơn. Thiếu vitamin E có thể dẫn tới các tổn thương mạch máu li ti trong não chúng ta, và có đó có thể dẫn tới những cái bệnh, những cái rủi ro về đột quỵ sau này. Như vậy thì quý vị hỏi tôi làm sao mà biết là mình thiếu vitamin E? Câu trả lời rất đơn giản, gặp bác sĩ và kiểm tra nồng độ vitamin E. Thì khi kiểm tra, quý vị nhớ kiểm tra alpha tocopherol. Alpha tocopherol là tại vì đây là một trong 8 loại của vitamin E mà chúng ta có trong người chúng ta. Thì cái nồng độ bình thường là 5.5 cho đến 17 mg trên 1 lít. Và khi nồng độ mà dưới 4 thì chúng ta được xem là thiếu vitamin E. Và với cái mức này thì chúng ta mới bắt đầu uống thuốc vitamin E, quý vị nhé. Có nghĩa là nếu mà không có thiếu thì chúng ta đừng có nên tự ý uống vitamin E. Bây giờ nếu như quý vị thiếu vitamin E thì như thế nào? Nếu mà thiếu vitamin E thì sẽ có những cái triệu chứng, nhưng mà những cái triệu chứng này thường là không rõ ràng. Nhưng mà tôi phải nói cái điểm này là rất là hiếm khi nào mà chúng ta thiếu vitamin E. Đơn giản như quý vị ở California ăn uống chế độ ở đây thì hầu như là không thể nào quý vị thiếu vitamin E được, tại vì trái cây nhiệt đới rồi có nhiều loại hạt. Quý vị ở Việt Nam thì hầu như quý vị cũng khó mà thiếu vitamin E, tại vì trái cây nhiều quá, rồi những cái chất béo bổ dưỡng sau này. Những cái vùng ví dụ như bên châu Phi hoặc là những cái nơi mà bị suy dinh dưỡng thì thường là thiếu vitamin E. Tuy nhiên, một số bệnh nhân mà có bệnh rối loạn về đường ruột, nhất là những bệnh mà không hấp thụ được chất mỡ. Quý vị nhớ, vitamin E là hấp thụ chung với chất mỡ. Thế nên nếu như chúng ta không có hấp thụ được chất mỡ thì chúng ta thiếu vitamin E, đúng không? Thì trong trường hợp đó là bệnh gì? Là bệnh cystic fibrosis, những bệnh viêm mãn tính đường ruột của chúng ta, ví dụ như là Crohn's disease hay là ulcerative colitis. Thì đây là những cái bệnh mà ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa mà khiến cho việc hấp thụ ruột nó giảm đi, và trong nhiều trường hợp không hấp thụ được chất mỡ thì bệnh nhân sẽ thiếu vitamin E. Trong trường hợp quý vị thiếu vitamin E thì những cái triệu chứng là gì? Đầu tiên là quý vị cảm thấy yếu tay, yếu chân, tại cái cơ bắp chúng ta có dây thần kinh ảnh hưởng, mà dây thần kinh bây giờ bị tổn thương, không có phục hồi được do thiếu vitamin E, chúng ta thấy yếu trong người, yếu như thế này. Đi đứng không cân bằng là tại vì những dây thần kinh chúng ta không có hoạt động tốt hơn, tín hiệu không tốt hơn. Chúng ta cảm giác như là bị chậm, cái trí tuệ bị giảm sút, đặc biệt là những cái đám tế bào thần kinh Purkinje dẫn đến đường truyền tín hiệu và tương tác giữa những tế bào nó giảm đi. Quý vị cũng có cảm giác như tê tay, tê chân thỉnh thoảng trên này. Quý vị phải nhớ là tê tay, tê chân này có nhiều lý do,
lý do hay gặp nhất là bị gan cột sống cổ, gan cột sống lưng. Thành ra đó là lý do đầu tiên khi nào mà hiếm hiếm lắm quý vị mới bị thiếu vitamin E rồi mới dẫn tới những cái trường hợp này. Mắt yếu do tổn thương dây thần kinh và các bệnh miễn dịch, ví dụ như dễ bị nhiễm trùng hoặc là nhiễm trùng rồi thì tái nhiễm lại, thì tất cả những cái này đều là những cái dấu hiệu cho quý vị thấy rằng quý vị có thể bị thiếu vitamin E. Nhưng tôi nhắc lại nha, cực kỳ hiếm quý vị nha. Câu hỏi kế tiếp là có nên uống hoặc là lấy vitamin E từ thực phẩm chức năng hay không? Tại vì quý vị thấy rồi, vitamin E tốt đúng không? Làm chúng ta đẹp, bảo vệ, tăng cường hệ miễn dịch. Như vậy thì chúng ta có nên uống từ thực phẩm chức năng mua ở Costco hay là những chỗ khác? Câu trả lời là không cần. Là tại vì phần lớn vitamin E quý vị ăn uống hàng ngày đã có đầy đủ rồi. Tôi nhắc lại, chỉ trừ khi nào quý vị bị bệnh hoặc là thiếu sau khi xét nghiệm thì chúng ta mới nên uống. Và đây là cũng là cái nguyên tắc chung của vitamin, là chúng ta cần dùng vitamin nếu mà chúng ta thật sự thiếu. Trong cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cân bằng mà tôi nói nhiều trên YouTube cũng như trên Facebook hay là ở chùa, quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ hầu như không cần bất kỳ cái loại vitamin nào nếu như quý vị tuân thủ những cái chế độ ăn uống mà tôi nói ở đây. Chế độ ăn uống cân bằng là gì? Quý vị nhớ là có đầy đủ những chất tinh bột, chất mỡ, rồi rau, củ quả, rồi những chất béo, và tất cả những chất này nó làm cái đĩa chúng ta đầy đủ màu sắc. Quý vị nên đi gặp bác sĩ đi kiểm tra nồng độ vitamin E, chỉ khi nào mình thấp rồi thì mình mới uống vitamin E. Khi mà quý vị uống nhiều vitamin E thì có thể ngộ độc. Và đây là cái điểm nguy hiểm này, là tại sao vitamin E uống nhiều có thể dẫn tới chảy máu và dẫn tới đau nhức cơ bắp, tiêu chảy. Vitamin E cũng tương tác với những cái thuốc kháng đông máu làm cho máu chúng ta dễ chảy máu hơn, trong nhiều trường hợp tăng tới xuất huyết não và dẫn tới đột quỵ. Đã có những cái trường hợp báo cáo là bệnh nhân có thể tử vong tại vì dùng vitamin E quá liều. Thành quý vị không nên tự ý uống vitamin E nhiều quá để chữa bệnh hoặc là uống bất kỳ cái gì nếu mà chưa có hỏi ý kiến của bác sĩ. Một câu hỏi khác tôi nhận được là vitamin E thì có chữa hoặc là có ngăn ngừa ung thư hay không? Để nhiều quý vị nghe nói là đây cái này cái kia rồi uống cái này. Câu trả lời là không. Những cái nghiên cứu chỉ ra là vitamin E không ngăn ngừa hay là chữa trị ung thư. Thậm chí dùng vitamin E có thể là tăng cái rủi ro ung thư tuyến tiền liệt. Quý vị nhớ là những cái bài Facebook hay những cái bài không rõ nguồn mà họ nói là chữa ung thư dùng vitamin E là không đúng quý vị nha. Bây giờ chúng ta nói tí xíu về cái chế độ ăn uống mà có đủ vitamin E. Thì vitamin E có nhiều trong thức ăn như dầu thực vật, wheat germ oil, dầu đậu phụng, rồi dầu ô liu, các hạt có nhiều chất béo như là hạt hạnh nhân, ngũ cốc, sữa đều có vitamin E. Rau cải có nhiều vitamin như là spinach, ớt chuông, đặc biệt là trái bơ, trái avocado là một trong những trái mà tôi rất thích ăn, hầu như ăn mỗi tuần. Cái liều dùng á, cho vitamin mỗi ngày, liều cần thiết là khoảng 15mg. Thì ở cái liều này quý vị ăn uống đầy đủ như tôi nói là đã có thể đủ rồi. Phụ nữ cho con bú thì có thể tăng cường nhiều hơn chút xíu. Với trẻ em thì cái liều có thể thấp hơn chút xíu. Quý vị lấy vitamin E từ thực phẩm tươi sống, từ trái cây thì hầu như không có rủi ro bị ngộ độc. Tại quý vị ăn tới cái mức đó thôi, không thể nào mà ăn quá nhiều. Trong khi vitamin E từ thực phẩm chức năng là cái loại mà có nồng độ cao, quý vị rất là dễ bị ngộ độc nếu quý vị uống quá nhiều quý vị nha. Nói tóm lại, vitamin E là một cái vitamin quan trọng mà chúng ta cần mỗi ngày, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ hệ thần kinh, bảo vệ mạch máu, giúp chúng ta trẻ, khỏe và đẹp. Thiếu vitamin E hiếm khi nào xảy ra là tại vì chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam hay là nhiều nước khác, thì cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp cho quý vị không có thiếu vitamin E. Kiểm tra nồng độ vitamin E với bác sĩ để biết mình có thiếu hay không, và nếu thiếu thì chúng ta hãy dùng. Vitamin E không ngăn ngừa ung thư và dùng quá nhiều vitamin E có thể dẫn đến ngộ độc và trong một số trường hợp có thể phải vào bệnh viện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.